chào quý cô bác anh chị cùng tất cả các bạn nha, đã quay trở lại với kênh của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên trên Vũng Tán, hôm nay là lên thăm anh Vân. Thì hôm trước là có chị Lê Hương ấy, thì nó gửi cho anh Vân 500.000, nó dặn mình là mua đồ ăn gạo này, đồ ăn lên cho nhà anh Vân. Hôm nay lên đây thì hôm qua trời mưa, đây là cái khu vực ở trung tâm thành phố Hà Giang, mưa rất là to này, mưa to rồi luôn, kinh khủng luôn. Lượng mưa phải to nên là nước nó mới tràn xuống cái này được. Đấy, mình đang chụp ảnh ở đây. Vừa lên đến đây thì gặp anh em Lúng Cáng đi nhặt đá để xây xây gì ấy Lý ơi, xây kè à? Xây móng nhà ấy. Ôi, nhặt đá ven đường này đó. Vâng. Đúng là dùng không nhiều cho nên là tìm ở quanh đường này. Đứng gọn vào đi. Ở đây xe đi nhanh lắm. Đường nó hẹp đấy. Em chào anh Sự nhá. Vâng, chào em biết. Tí có phải đập ra không anh? Không phải đập ạ. Cho cả cục to này đi luôn á? Vâng. Cho cục to nó mới chắc. Có mấy người đi ra đây đây? 4 người thôi, 4-5 người. Em đi nào ạ? Em đi lên trên nhà anh Vân một tí. Nặng quá. Đi nó 2 người đó. Vân ra đến đây nó khiêng lên này. Này là của nhà anh Báo đó phải không? Vâng, nhà anh Báo già ấy. Ờ. Cứ tưởng nhà Lùng. Nhà anh Báo. Nhà Lùng là móng. Móng là bê tông ấy. Ấy. Đừng lan ra đường nhá. Anh cho gọn vào. Lan ra đường họ mà đâm vào họ chửi cho ấy. Đúng rồi. Đền luôn ấy. Đền cho. Đấy. Đó, anh đi đâu anh? Anh đi lên nhà anh Vân tí thôi mà. Suối nước to nhờ. Tối qua mưa to suối này. Không đi xuống nhặt ở suối được mà. Ờ, ở đây đầy đấy anh nhờ. Cái lấy búa về đập vào. Lấy búa tạ về đập vào cái hòn ở đằng sau anh Pháo kìa. Mấy hòn này là đủ luôn. Ấy ấy cẩn thận nha. Lăn ngược lại vào người dưới ấy.
để ở men bờ này thôi nhá, đừng để ra ngoài đường họ nhá. Chẳng may họ đâm vào là họ bắt đền đấy. Thôi mấy anh chị em làm sau nhá. Vâng, anh lên tí lại sang bên Vũ Cáng chơi. Ờ rồi, nếu mà tí có thời gian thì sang. Anh Báo làm nhá, em đi lên đây. Vâng. Chào anh Sự nhá. Vâng, lên nhà bạn chưa? Vâng, lên nhà chưa nhá. Ok. Sao ơi, đang làm gì đấy? Hai vợ chồng à? Ờ, xin chào. Đang đi lên nhà anh Vân thì gặp em Xá đang ở đây. Bưởi này ra quả chưa? Có rồi. Đâu, quả đâu? Cây dưới kia có. Cây trên này vẫn bé nhỉ? Vợ đang rào ở trong kia làm gì đấy? Trồng rau à? Trước trồng rau bây giờ tháo lan. Sắp đến vụ trồng rau rồi, trồng bắp cải rồi. Vâng. Này, nọt hà này. Đâu còn ai nữa nhỉ? Điều lớn đi đâu à? Đây, Xá cầm cho này. Tí đưa cho. Đưa cho trẻ con. Ừ, để vào túi đây. Cây bưởi này to nhờ. Trước em bảo là tổng cộng em có bao nhiêu gốc bưởi nhờ? Hơn trăm cây cơ. Hơn trăm cây cơ. Ô, sao vợ lại bỏ ra đây? Bỏ ra hay ăn thử. Làm gì đã nên ăn đâu? Ăn ngọt rồi mà. Em ăn rồi à? Ăn rồi. Em gốc này có mấy quả đâu, ai ăn chứ. Bưởi này là em trồng được mấy năm rồi nhỉ? Tính ra cái của em cái là có thể rơi vào 3 năm, 4 năm. 4 năm rồi cả. Như cây này là 4 năm rồi á? Cái một cây này là sau. Còn mấy gốc cây cho to hơn là gốc đấy trồng trước. Trồng lâu hơn. Mãi. Bảo con đi về nhà đi. Anh làm đây miếng. Mưa tí nó ốm ấy. Mẹ đi về nhà rồi. Khia đi. Hả? Có kẹo rồi mà. Một chè nào, một chè. Nó đòi ăn quả đấy. À ừ, thế tí cho nó ăn. Đòi ăn quả. Cho nó ăn kẹo trước. Mặc quần vào cho nó. Vừa đi phát nướng trên kia về. Em phát ở trên kia về xong mới xuống đây á? Vâng. Rào củi quá cũng phát được, chưa mài được. Ừ. Nó mấy cây này mới bắt đầu sai từ năm nay rồi phải không? Năm nay mới đang bắt đầu sai à? Năm ngoái có quả chưa? Năm ngoái có nhưng mà có một cây có rồi. Năm nay có nhiều cây à? Năm nay nhiều cây nó có. Thế được đấy. Đấy, sang năm nữa là có bưởi bán ở ngoài đầu cầu treo rồi. Đúng không? Vâng. Quả 10-20 nghìn mà anh thấy họ bán ở dưới kia 20 nghìn một quả đấy. 10 quả cũng có 200 nghìn rồi. Là bằng mình đi làm thuê ở ngoài rồi. Bán ở đầu cầu ngoài này được mà. Họ đi qua đường nhiều nên là họ mua mà. Ừ. Làm thử nữa. Đâu anh thử miếng này xem nào. Xem ngọt chưa. Anh ăn tí này thôi.
Ngọt đấy nhờ. Bưởi ngon. Được đấy, bưởi này mọng nước lắm. Đây. Đây đưa cho con này, nó đòi ăn này. Mọng nước đấy. Em ăn đi. Anh làm miếng nữa. Đây cho anh một miếng nhá. Một miếng nhá. Anh không ưa hoa quả mấy. Sang năm thứ gì cũng được bán. Sang năm mà quả cũng nhiều. Như năm rồi có một quả, thử đang được thử đúng một quả. Năm nay thì hầu như cây nào cũng có một quả, hai quả. Tích cực bón phân vào. Vâng. Bình thường em có cho phân gì vào gốc nó không? Trước là cho bàn phân chuồng thôi. Phân chuồng này. Bây giờ họ được cũng bỏ lâu không cho phân. Vì lá tốt quá. Tốt quá sợ nó lại không có quả. Nói chung không phải là cho phân và là nó ra quả đâu nhỉ. Vâng, nó phải đúng cái thời kỳ của nó. Thì cho phân này. Cho phân gì, phân gì cơ? Nó mới tốt. Mới có quả. Cây này lâu lắm mới có quả nhá. Bình thường các loại cây khác thì con hay là hầu như cây nào cũng có quả nhỉ. Cái này gọi là bưởi gì nhỉ? Bưởi này gọi là bưởi xoay Hà, bưởi Tuyên Quang. Nó không phải là bưởi gì nhỉ? Trước anh với anh Thắng đi xuống Yên Bái, đúng mùa bưởi này là gọi bưởi gì nhỉ? Bưởi cái gì da xanh hay cái gì đấy? Bưởi da xanh á? Quả nó bé thôi nhưng mà nó ăn rất là ngọt, nó mọng nước lắm. Trẻ con thích ăn đấy nhỉ? Thích ăn lắm bưởi. No đi, no. No. Ôi dồi ôi dồi, miếng to thế. Sau này mấy cây này, trăm cây này sai thao mà ăn chán bưởi thôi. Không ai rồi. Đi, đi lên nhà đi. Em có nhổ cỏ không? Còn mình ở nhà. Anh đi lên nhà anh Vân nữa mà. Có một chị gửi tiền mua ít đồ ăn lên cho anh ấy. Anh ấy cũng ở một mình. Nghĩ cũng buồn nhỉ. Giờ nuôi lợn, lợn chết hết. Ô, hai con lợn nhà em chết hết rồi à? Chết được 4 con đấy, giờ chết 3 con rồi, còn con sắp đi thôi. Bị dịch à? Đâu anh xem nào. Thế cái con mà hai con mà lần trước anh Thắng mua cho con không? Thì bây giờ còn con thôi, trước anh Thắng mua cho 4 con. Còn con không? Đâu con nào bị dịch? Con này á? Nó không ăn à? Trước 4 con về chết 3 con rồi. Thế hai con to đâu? Còn một con này à? Còn một con to đấy. Con này có ăn uống bình thường không? Ăn uống bình thường. Con bên kia. Không phải bị dịch đâu gì? Có phải bị dịch không? Con bé bên này này. Chắc là dịch chứ, dịch rồi chết mới chết 3 con rồi. Ôi dồi ôi. Chết 3 con to. Thế nhờ, phí quá nhờ. Anh này sợ nó lây vào đàn này này. Thế sợ lây sang đàn này sợ. Con này để mấy con đây? 5 con. Đây này nó đang bú sữa đây. Ôi. Bây giờ không biết làm nào nhỉ. Hay là em tách con này đi ra riêng đi. Nhốt ra chỗ nào xa vào, đừng có nhốt gần nhau này. Nó lây đấy nhá. Xong là lấy vôi về rắc vào bên này này. Rửa qua đi, xong là lấy vôi rắc vào.
Xong nuôi con này riêng thì bây giờ nó không ăn tí nào rồi phải không? Không ăn. Nó không ăn là không không khỏi được đâu. Đấy nhà Tây Hầu ấy, bây giờ cũng đi hết rồi. Ba con à? Một con hơn tạ cơ. Đấy con to của bà nuôi ấy. To á. Chàng tua rồi gì nữa. Phí không nuôi... Một con là chết cứng luôn đấy, là đi chôn. Còn con thứ hai là bà sợ bị dịch, là bà mổ. Mổ ăn à? Con to ấy. Xong về sau con thứ ba đấy, nếu mà không mổ con to thì cũng bây giờ con thứ ba cũng bị rồi. Tí anh thử sang xem nhưng mà con nó trước là cũng không ăn như kiểu con này của em rồi. Để ăn bỏ ra, bỏ ăn một hai bữa sao là nó cò xong lại chết luôn mà. Bệnh này bị lâu nhỉ? Rồi bốn con này bị lâu rồi bây giờ. Tưởng là lúc đầu tuần nào ăn tưởng khỏi rồi lại bắt đầu bị tiếp. Thôi anh đi lên nhà anh Vân đây nhá. Vâng. Em tách con đấy ra đi. Chắc còn tách con đấy ra sợ lây ra. Ờ thì chẳng thế, kia. Không lây ra đàn kia thì phí lắm, bao nhiêu tiền đấy nhá. Vâng. Anh đi lên đấy đây, vâng. Lên nhà anh Vân đây. Ờ. Xin chào. À đây trông được cả mít ở đây à? Mít này lần trước anh Thắng cho phải không? À đi mua về trồng à? Trồng ở đây cũng được, sau này nó có bóng râm ở trước cửa nhà. Ui, khu này nhiều đu đủ thế. Nhiều. Mấy chục cây rồi. Lần trước anh lên thì có mỗi một cây này nhỉ? Cái đợt làm nhà ấy. Vâng, một cây này. Một cây đâu. Ăn quả đang vứt hạt tung là nó mọc nhiều lắm. Thôi anh lên đấy đây. Vâng. Em chào anh nhá. Đấy hôm nay đi lên nhà anh Vân thì mua thịt này. Bây giờ cá khô lên cho anh. Thì hôm trước thì chị Lê Hương có gửi cho là mình là 500.000. Chị có dặn là mua đồ ăn lên cho anh Vân. Không biết là anh Vân có ở nhà không. Anh Vân ơi. Anh Vân ơi. Cửa vẫn mở nhưng mà không thấy ở nhà. Anh Vân ơi. Anh đang làm gì đây? Vun ngô á? Em mua ít đồ ăn lên cho nhà anh này. Anh Vân đang vun ngô. Đi xuống xem nó ngô thế nào. Đi xuống đường nào đây anh? Hay già ngô nhà anh mọc tốt đấy nhờ. Cây to mập đấy chứ. Vun từ bên kia sang à? Có cái dây nhiều quá. À, đi nhổ cái dây này thôi gì? Cái dây này là dây sắn này phải không? Dây sẽ... Ờ, anh phải nhổ nó đi, không nó leo lên đấy. Nó mọc nhanh lắm, dây đấy. Cho ngô, cuối ngô còn tốt ạ. Đâu em thử ra đây xem là rộng không? Anh cần đấy thôi. Thế một mình anh trồng ngô nguyên ở đây là còn trồng ở đâu nữa không? Ở đây thôi. Thế bãi ngô này anh cũng đủ ăn rồi nhờ? Vẫn ít đấy. Vẫn ít à? Anh không đủ đâu à? Nhưng mà cho gà ăn. À, trồng để cho nuôi gà. Gà. Đây từ đây thôi phải không? Từ đây đi xuống. Bên kia có phải của anh không? Đứa kia. Ờ. Đứa kia cũng phải.
Không phải đâu chứ, từ đây sang thôi phải không? Đến bờ bên kia. Thế là cũng rộng đấy chứ. Thế đủ người ăn với gà ăn rồi. Để cho gà. Đấy, cái dây nó leo lên thì anh chặt nó đi. Hôm trước là có một chị gửi cho em, chị Lê Hương đấy. Gửi cho em 500 nghìn để mua đồ ăn lên cho anh. Hôm nay em mới có thời gian lên, chị cũng gửi lâu rồi. Tí nữa lên chị Hương à? Vâng, chị Lê Hương. Ê, cảm ơn chị Hương. Cảm ơn chị Hương ạ. Rồi rồi, ok anh. Đấy anh cứ làm đi. Chặt hết cái dây đây, trên này dây còn đầy này. Dây nhiều quá. Ừ. Chặt bớt đi. Thế là lần trước anh có bón phân không? Bón bón ạ. Hôm trước nó cao lên này. Bón bón một lần nữa. Bón một lần xong rồi mới phun thuốc ạ. Bón một lần xong mới phun thuốc. Nó xong phun thuốc bây giờ mới chết. Không sâu ăn hết nhờ. Nó sâu ăn thế về. Đây này anh này. Thấy nó ở đây nó cứ ngỏ cái này. Đây này. Nó ăn hết lá rồi đây này. Để ý nó con chú nó ở đây đấy, con chú nó ở chú ngọn này đây, mình để ý nó ở đây. Anh phun anh phải đeo khẩu trang rửa xong rửa chân tay sạch vào nhá. Đã. Đeo khẩu trang và đàng hoàng vào. Đã. Không độc lắm nhá. Đã. Anh biết làm thôi gì? Biết bạn. Ừ. Thôi anh cứ làm nốt ở khu này đi. Cái dây cắt cái dây kìa. Đây, chỗ nào có dây thì cắt đi. Đây này. Loại dây này nó phát triển nhanh lắm. Đây này, đúng không? Biết rồi. Biết rồi. Biết rồi, khổ nở chung. Mấy hôm nay em phê đi đâu rồi? Phen phen bây giờ bận lắm anh ạ. Phen phen bây giờ đang làm nhà cho hai chị em ở trên Bắc Mê cơ. Đi hơn 100 cây số cơ, xa lắm. Xinh gái không á? Anh sao anh lại hỏi xinh gái không? Anh định tán à? Có tán không? Tán. Kiếp quá. Hôm nay em dẫn anh đi tìm vợ nhá. Anh có đi không? Đấy, có bác bảo muốn giúp em Hòa. Thực ra nhiều bác cũng bảo sao em Hòa còn trẻ mà hai vợ chồng trẻ mà còn giúp nhiều. Nhưng mà thực ra em Hòa không được giúp gì cả. Đấy, chỉ có bác Hùng giúp mấy triệu là mua. Bác Hùng giúp được một tiền mua ống nước này. Với lại tiền mua cái khung nhà đấy. Là thực ra không phải làm nhà mới đâu, mà là khung nhà đấy mà để em làm lại cái nhà, sửa lại cái nhà cho nó to ra, với lại làm nhà bếp riêng thôi. Đấy. Với lại em Hòa thì cũng là mồ côi bố mẹ từ lúc còn bé rồi. Hình như là 5-6 tuổi là bố mẹ em Hòa đã mất hết rồi.
nên bây giờ là ba anh em là cũng ra ở riêng hết, nên là hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Vườn rau của anh này bắt đầu là chuẩn bị nhổ cỏ đi nhá anh Vân nhá. Nhổ cỏ đi để mấy hôm nữa bắt đầu lại trồng rau khác rồi đấy nhá. Đấy anh cứ nhổ cỏ đi, em đi lên nhà đây. Cứ nhổ hết đi, không em đi lên nhà đi. Vâng, đấy xem chỗ nào có dây thì cắt hết đi. Mấy hôm nữa anh làm cỏ đây, em mua giống rau lên cho anh trồng. Để còn có cái để mà ăn. Hai gì? Hai bao bé đây. À, em khác cũng biết chờ mua rau lên cho anh trồng. Anh yên tâm nhá. Anh cứ làm cỏ sạch hết cho em đi nhá. Xong rồi anh Vân. Xong rồi. Nắng rồi nhỉ? Nắng rồi. Mình chưa nắng to quá. Nó kìa. Cái cầm nhỉ? Ôi, với chào rồi, chào thì nhiều thế. Bây giờ đến nhà chào một lần nữa. Chào một lần nữa. Chào nhiều quá. Nước có về không anh? À, hôm qua mà thả đây, sau đây bỏ nó tháo chú kìa. Tháo lên trên. À, tháo lên trên à? À, tháo lên trên cho nó không về. Bây giờ có lợi. Anh Vân này rất cẩn thận nhá nhờ. Cửa nhà vệ sinh lúc nào cũng khóa. Cửa nhà tắm cũng thế. Không khóa, trẻ con đi nhìn ở trong bệnh hết ạ. À, sợ trẻ con nghỉ cả. Trẻ con nhìn bệnh. Gà bây giờ anh có mấy con? À, chưa, em về cho em mua ở đâu. À. Sau đó mua một con chó ạ. À, mua con chó này à? Ờ. Anh nhốt ở trong này á? Nhốt ở đây rồi, không nhốt là đi, nó cũng đi. Chúng ta tức là chúng đấy không về nhà thôi. À, sợ mất gì? Nhưng mà nó không đi, nó không về đâu. Ừ, thế kệ nó, ở trong này rộng mà. Nếu không em lấy gà về đấy, lấy về bùa ở ngoài đi. Đúng rồi, hôm nào lấy là bùa của ngoài này thôi. Đấy. Xong lúc nào mình nó quen rồi thì thả nó ra. Vâng. Không cần phải thả nó ra nó còn đi ạ. Không cần phải buộc đâu mà. Vâng. Bây giờ cho nó nhốt một thời gian cho nó quen đấy. Này, dao dựa này. Đã. Cuốc này, anh cất đi. Tao để trước cửa đấy. Để gọn vào. Đây, bây giờ anh lấy cái này đi cất cho em. Đã. Lần trước em mua lên kia là hết rồi phải không? Hết lâu ạ. Hết lâu rồi. Vâng. Đấy, các cô, các anh, các bác, các chị thương anh phải chịu khó vào nhá. Vâng. Chứ không phải là có ăn rồi là không đi làm là không được đâu. Ừ. Vẫn phải làm chứ không làm con rửa ăn đâu. Đấy. Bợ nó cựa. Khóa đâu? Nào vào xem nhà bếp làm sạch không? Đấy, nhà bếp anh phải bẩn, phải quét đi. Vâng. Sạch vào. Một mình anh khác ở là anh làm được mà. Vâng. Cái này phải quét xong là đem đi nước phải lau ạ. Lau sạch ạ. Bây giờ anh này lấy cái mẹt bỏ ra như lần trước. Xong tí ra phơi nắng. Còn thịt kia thì anh nấu lên đi. Tí em ăn cơm ở đây cùng anh được không? Hả? Em ăn cơm ở đây cùng anh được không? Được. Được gì? Được. Rồi, thế tí em ăn cơm ở đây cùng anh luôn nhá. Vâng, ăn luôn nè. Em cũng lần đầu tiên ăn cơm nhà anh đấy.
chưa bao giờ em ngồi đây ăn cơm đâu, phải không? Vâng. Thế hôm nay anh nấu cho em nhé. Vâng. Anh nấu thế nào em ăn đấy. Đang nấu ăn đây thôi nhỉ. Vâng. Bây giờ anh nhóm bếp đi, anh lấy thịt đi rửa đi. Cái này phơi nắng luôn được. Một tí nó nóng đấy. Nóng nó thiệt đấy. Anh lấy dao về. Về cạo cái lớp bì của nó ra. Cạo cái bì đều. Đấy. Lợn của nhà bạn em mà. Thỉnh thoảng mổ lên là mua lên. Ôi trời, nó mạnh thế. Anh Vân ơi. Anh đi thay cái áo đi. Cái này áo lao động mà. Tay dài nó cứ lò thò ra vướng lắm. Thay áo cục tay đấy. Đấy, mặc áo này có vẻ đỡ vướng không? Đấy. Cái áo dài tay đấy anh chỉ đi lao động ở ngoài thôi. Vâng. Không trời nắng thì mặc vào. Trời nắng nó đỡ nóng. Ở nhà cũng mặc. Đấy, ở nhà anh mặc quần áo này thôi. Vâng. Quần áo này lần trước ai mua cho đây? Trước đấy. Vâng, hay anh tự mua? Em Phê Phê ạ. À, Phê Phê mua cho à? Vâng. Áo này đẹp mà. Vâng. Thì anh định nấu món gì? Thịt này này. Hôm nay em cho anh muốn làm theo kiểu của anh thôi. Em sẽ không bảo anh đâu. Món mà thịt này với là thịt cá thôi. Nhưng mà nấu kiểu gì ấy? À cái này á? Vâng, cái bình thường ấy. Cái này thì sầu cũng được, luộc cũng được. Ừ, hôm nay tùy anh làm nào làm. Sầu ấy. Luộc thì... Thế anh đi lấy thớt về đây luôn đi. Thái ở ngoài này luôn. Không cần trong nhà đâu mà. Lấy một cái âu nữa anh ạ. Cẩn thận vào tay nha anh nhé. À, chiều Vân ở đâu nhỉ? Cái gì anh? À, thế chiều Vân ở đâu nhỉ? Chiều Vân nào? À, em Phen Phen đi quay đấy. À, Phen Phen đi quay Thúy Kiều Thúy Vân nhá. À. Hai chị em đấy á. À. Sao anh biết? Thế là mình xin mạng là bọn nó xin mạng của bọn nó mình nhìn thấy mà. À, có nghĩa là họ cho anh xem mạng anh nhìn thấy á? À. Thì anh cũng thích á? Mình thích mà. Ai cho anh xem? À, bọn đó ạ. Mình đi vào quá bọn đó xem mình nhìn thấy ạ. À, xem nhìn thấy Phen Phen đi quay đi à? Vâng. Sao anh cũng bảo thích á? Vâng. Nhưng mà Thúy Kiều Thúy Vân thích xính rồi. À. Bà chị thích xính rồi. Còn thích Thúy Vân à? Thôi. À. Hôm nào anh bảo Phen Phen dẫn lên đây. Thích đứa chị hay là đứa em? Xính là thích chị thôi. À. Còn đứa em thì chưa ai thích. À. Thế anh có thích không? Thì. Thế anh nhìn thấy rồi à? Có xinh không? Nhìn thế là trong mạo mà. Ờ, nhưng mà theo anh là có xinh không? Em á? Ờ, em Thúy Vân đấy. Em, anh nhìn thấy em Thúy Vân có xinh không? Hai chị em đấy có xinh gái không? Vẫn là vẫn xinh đấy, vẫn bình thường. Vẫn xinh, vẫn bình thường á? Vẫn tạm được. Tạm được đó á? Vẫn được, không phải tạm được đâu, vẫn được đấy. À, được gì? Thế là thích gì? Hả? À? Thế là anh là thích lắm rồi phải không? Thích mà. Thế hôm nay em bảo Phen Phen đưa anh lên đấy chơi nhá. Lên chơi luôn nhá. Vâng. Ừ, ăn mặc đẹp vào. Vâng.
bộ xịn sò nhất Phen Phen anh mua cho. Đây. Không thì anh hôm nào anh xin cái áo của Phen Phen ấy. Áo kéo đen ấy. Vâng. Ui dồi áo đấy 3 năm rồi Phen Phen anh mặc không bao giờ thay luôn. Yeah. Em còn gạ mua không không bán đấy. À. Đấy, hôm nào xin cái áo đấy. Vâng. Mặc bộ quần áo đẹp xong đi cùng chơi nhá. Vâng. Đi không phải là lấy đâu mà đi chơi đi đi xem mặt thôi. Xem mặt nó sẽ nào nhỉ? Ừ, xong rồi anh nói chuyện. Vâng. Người Mông với nhau mà nói Mông. Tiếng Mông nó dễ hơn. Vâng. Và vâng. Là đứa chị thì không biết tiếng tiếng Anh tí ạ. Yeah. Có phải tiếng Anh đâu, tiếng Kinh, tiếng phổ thông. Đấy thì anh biết tiếng Mông thì anh biết tán mà. Còn Pây Hầu thì nói không được nên là không ăn thua. Đúng rồi. Nghe anh có biết tán gái không? Biết mà. Chẳng có. Thế nó... sao bây giờ vẫn ế? Hả? Thế sao bây giờ vẫn ế? Nhưng mà mình không thích người chú có chú mình thì sợ là lấy về con chịu khó mình. Thích. À có nghĩa anh sợ là lấy họ về họ không chịu khó làm anh không thích á? Đấy, sợ lại lấy về nó chạy qua lại đi. Nó lại là bỏ về phải không? Đấy. Sợ lấy về không chịu khó nữa này. Mình là không được đâu. Lấy về thì phải sợ nó chịu khó với mình chịu khó mới được. Phải nhau nhau. Đúng rồi, hai người phải chịu khó. Chịu khó với nhau nhau mới được ăn. Sợ nó về thì nó không làm thì nó ở nhà bê xô đi ra ngoài. Sợ à, có cái sợ về bôi son à? Bê xô về ra ngoài không phải làm việc thì chán lắm. Anh Vân cũng hài phết đấy nhỉ. Tí em cho anh xem nhá. Vâng. Tí em cho anh xem Thúy Kiều với Thúy Vân nhá, qua điện thoại nhá. Vâng. Được rồi, anh cứ hái thịt xong đi. Đây. À, chào Lư. Chào anh nhá. Thế này làm gì ấy? Em trước làm đây quên cái bay ấy. Đây lấy cái bay à, lấy bay gì lúc ấy vừa thấy đập đá ở ngoài kia đang hỏi anh Táo đập đá để đi xây cái móng đây. Cần phải là bỏ thế làm xong chưa à, nhà anh Táo ừ. Đang không nhà. Bảo là bây giờ ấy, buổi à, sáng nay chưa xong rồi đang... chưa nghỉ đâu thì lấy cái bay vài hôm lại đi xây lên nhà anh. Nhà anh tưởng nghỉ là ấy, tưởng nghỉ là ở đây ăn cơm luôn. Ừ. Hôm nay anh vẫn nấu cơm cho. Chưa nghỉ cho nên là lúc nữa thế nào qua được thì qua. À, cứ để ra làm. Thôi, anh cứ nấu cơm. Đây ăn cơm đây có hai anh em thôi mà. Thôi thì được. Anh cũng lần đầu tiên ăn cơm nhà anh Vân đấy. À, thế. Thì anh Vân cố gắng nấu món ngon ngon tí để anh ước ăn bữa. Đây này, sáng nay mua cả cá lên này. Của chị Lê Hương gửi tiền cho anh mua lên cho anh Vân. Chị gửi 500.000. Một con. Con nóng kia. Một à, có món nha một quay ta xuống. Em đi. Nó mỏ ra. Em đi làm nốt, chở nốt đấy. Nó đang ở. Ăn cơm đây luôn được mà, không ngại được mà. Không ngại đâu mà, nhưng mà đang có cái đá ở cạnh bên đường chở nốt để vướng ô tô đi lại. Ờ rồi, ok. Ừ. Xin chào nhá. Nhanh nhá. Thế làm xong thì lên ăn cơm cũng được. Hai vợ chồng Lừ này trước cũng xây cái nhà này cho anh Vân đi. Xây hết toàn bộ ấy nhỉ? Anh Vân nhỉ? Thế anh em mình nấu mì tôm ăn nhá. Ăn mì tôm với thịt kia nhá. Thịt tí anh xào lên xong là để ngày mai ngày kia anh ăn dần được. Thì cho ít muối vào. Xào cho nó chín ạ. Còn cá khô thì tí nắng to để anh phơi đi. Không nó hỏng đấy nhá.
mình tin nắng nó xong rồi mai mai mình sơn sơn này thuê. Không phải cắm cơm đâu anh. Nhưng mà anh có nhịn được đói không? Được mà. Bình thường anh vẫn nhịn được thôi gì? Được. Không tí lại ăn mì tôm lại không đủ sức. Có là có. Chiều anh đi làm gì? Chiều để ở nhà thôi. Em bảo anh nhá. Chiều cuối cái để. Đúng rồi. Chiều anh kè cái đoạn này bằng vào cho em. Nhưng mà. Xong là nhổ cỏ vườn rau. Thế nhổ cỏ vườn rau trước. Cậu vườn rau á? Đấy, nhổ hết cỏ vườn rau đi cho em nhá. Gom cỏ vào một đống. Lúc nào nó khô thì đốt đi. Chuồng gà là bây giờ thấy em thấy phen phen bảo là mấy hôm nữa phen phen mua gà vào cho anh đấy. Chuồng gà là xong xuôi hết rồi đúng không? Xong rồi, nhưng mà chẳng chưa là khóa được. Ờ, hôm nào mua thêm cái khóa vào. Hôm nào phen phen khác mua vào cho anh. Để cho ví dụ ban đêm mình khóa vào an toàn hơn. Khóa thì mua rồi, còn còn cái khóa cái làm cái chốt đi. Chốt chốt đi chú về. Ờ rồi. Nhá, chiều anh nhớ nhổ cỏ đi nhá. Với cả dọn dẹp làm cái kè gần mấy cái này này cho nó vuông vắn lên đi. Thôi giờ tí mình nấu mì thôi. Anh bảo ăn mì gì? Anh Vân bảo không nấu cơm đấy. Có mì tôm, hôm qua có bác nào ở bên Lào Cai, bác đi qua đường bác thấy bác cho. Mua cho một két. Thế bảo là chia cho Pay Hầu một nửa. Anh Vân một nửa. Không bảo hôm nào hôm qua có bác ở là Lào Cai, bác đi qua đây bác biết anh ấy. À. Là gặp một đường ấy phải không? Vâng. Thế chia nhau mới được mỗi người được bao nhiêu gói? Với Pay Hầu ấy. Chẳng biết nếu không không đến chung qua thì cắt nhà nó để vào rồi. À, họ nhập mà họ để cho. Vâng. Nhưng mà mình được ít hơn. Mua ngay ở ngoài quán này thôi gì? Mua chú quán của nhà gì nhé. Anh lấy cái gì đảo đi. Đây anh cứ đảo cho chín lên rồi cho vào cái âu to nhá. Xong bỏ lại vào một phần để tối với ngày mai anh ăn. Cho ít muối vào. Muối không có đâu. Thế cái cho bột canh vào. Bột canh vẫn không có. Bột canh với muối không có à? Không có. À đây này, em quên đấy. Lúc em mua cái đồ ăn này là chị ấy gửi, chị Lê Hương gửi 500.000 thì em mua có hết 390.000 thôi, còn thừa lại 110.000 em đưa lại cho anh. Đấy. Cảm ơn cô ạ. Chị cảm ơn chị Lê Hương, chị Hương. Chị Lê Hương ạ. Cảm ơn chị Lê Hương ạ. Tí chiều anh ấy nhá. Vâng. Anh cầm tiền này đi mua 19 bột canh muối. Vâng. Đấy, thiếu cái gì thì mua nhá. Vâng. Bây giờ anh đảo cái này đi. Đảo cái này chị. Cầm cẩn thận nó lại rơi nhá. Với em cũng định nghĩ là mua nước mắm các kiểu lên cho anh rồi nhưng mà sợ anh vẫn còn ấy. Không có lâu rồi. Hết lâu rồi à? Hết lâu rồi. Đấy, thế tiền này tha hồ mua. Trước kia là ăn ham mơ xong rồi không cần mình thế đợt này. Em mua cá kia lên thì ăn được khoảng mấy hôm? Cá kia là ăn không cần muối, không cần mì chín này, mới ngon đấy. À, thế từ lúc đấy rồi? Vâng. Là không có muối mì chín rồi? Không có rồi. Đấy, lấy tiền này đi mua. Vâng. Cá này là nó vừa luôn rồi phải không? Cá này không cần thả mì chín, thả muối ạ. Mới ngon rồi. Sao để biết... Tí nữa anh thử dán 2-3 con lên ăn đêm nào. Vâng. Ăn thử xem có ngon không? Vẫn ngon ạ. Anh cứ xào thịt kia trước đi. À, úp mì tôm nhỉ? Không úp phải tí, nó lạnh đi. Không, tí mì tôm úp xong. Vậy. Anh cứ nấu đi. Vậy. Nhưng mà một tí nó lạnh thế này. Không sao đâu. Tí mình lại cho lên. Vậy. Cứ nấu cái thịt kia chín trước đi. Vậy.
ra đĩa chưa? Bỏ à, cứ bỏ vào đây hết đi. Bỏ đây em xuống làm tí lấy vào đĩa cũng được. Chín chưa đấy? Chín rồi. Chín. Ăn này phải đảm bảo đấy. Hả? À? Phải chín đảm bảo đấy. Chín đảm bảo à? Chín rồi, lâu lắm sắp cháy rồi, sắp cháy. Cứ thả thế này nào. Mà lên anh nấu thế nào? Hả? Thế này thôi. Anh Vân. Hả? Mọi lần nấu này là gì? Đấy. Đấy, mọi lần nấu nào thì nấu thế đấy. Bây giờ... Hôm nay anh nấu thế nào em ăn thế đấy em bảo rồi mà. Đã. Hôm nay anh còn cho em ăn cái món gọi là mì tôm ăn cùng cá mắm. Chân cá mắm nhỉ? Nghe có vẻ hoành tráng. Rồi. Rán này anh cứ cho bếp bé bé đi. Đừng to quá. Tầm to quá mà nó cháy đi. Không cần to đâu mà. Đấy bây giờ anh rán cá này xong rồi anh thả nước vào. Anh lấy nước nhá. Không, không phải thả nước vào cá đâu. Rồi, lấy nước về để lên nước. Để nó nóng chứ. Đúng rồi, nóng cứ úp mì tôm. Dạ. Làm mỗi người một gói mì tôm. Dạ. Một gói hai gói. Anh ăn hai gói thì anh cứ nấu hai gói. À. Em ăn một gói thôi. Một gói thôi. Vâng. Để lại cho anh. À. Không ăn hết của anh mai anh không dám chơi với em. Ôi giời. À, có ăn được bao nhiêu đâu. Anh đi phơi đâu ấy? Phơi. Anh phơi trên này này. Không, anh phơi trên này, trên kia tí sợ con gì nó vào đây này. Đúng rồi, đây anh để trên này này. Ở đây thì an toàn rồi. Quá an toàn luôn. Dưới này sợ gà ghét các kiểu nó vào ăn đây. Ăn bệnh. Đấy. Phơi trên này nó sạch hơn. Rất sôi ạ. Anh cho nước lên chưa? Sôi ạ. Cá anh rán xong rồi? Đã xong rồi. Nhanh rồi mà. Bây giờ lấy cái bàn này ra đây. Cái mâm. Anh có cái âu nào? À, có. Để đây. Ừ. Bây giờ anh lấy cái âu đi. Để úp mì tôm ấy. Hai âu này luôn này. Cái này, cái kia. Cái này sao bụi đấy. Tráng nước nóng đi. Để đây xong tráng này. Đổ nước nóng vào tráng rồi đổ đi. Cho sạch. Con này nó dính cái gì này. Cái này. Đúng không? Vậy. Đây anh lấy nước nóng và anh tráng. Tráng nó đổ ra xong là cho mì tôm vào. Anh ăn hai gói thì anh cho hai gói mà em ăn một gói. Thế à? Nóng lắm. Tí nữa đi. Nhiều đi. Tí nữa, tiết kiệm đi. Nóng nước nhà mình có nhiều mà. Rồi, được rồi. Nóng quá, sẽ cùng kênh, không cần nữa đây. Đây này, thấy chưa? Anh không có dầu rửa bát, phải không? Không có. Nên là nó mớ váng đầy đây này. $110 đấy là mua mắm muối 19. Vâng. Xong là chiều anh đi mua thêm cả dầu rửa bát nhá. Vâng. Được rồi. Ok rồi, bây giờ anh đâu mì tôm đâu? Vâng. Mì tôm nhẽ đây. Cá luôn anh rán đâu? Được rồi, chứ mì tôm đây ạ. Cho ra đĩa đi. Không có đĩa thì ra vào. Cho vào cái âu yên được. Vậy. Cho nguyên cá thôi nhá, đừng cho mớ vào nhanh nhá. Cá không rồi kìa. Đấy. Vậy là thịt không? Có. Anh múc ra một ít thôi, tầm một bát cơm thôi. Xong để tối với mai anh ăn.
thì lại không có muối. Thì em mới bảo là tí nữa ăn cơm xong thì anh đi mua luôn. Vậy. Đi mua xong là cho muối vào đây một ít, xong sợ, là anh phải đảo con, lên. Sợ con ruột vào đây. Đấy, sợ con run vào á? Không, con rùa đây. Con gì? Rùa đây. Cái này con rùa bay. Bay à, con ruồi thế. Rồi. À. Đấy được rồi anh ạ. Nhưng mà anh phải cho muối vào, xong là anh phải đảo lên. Vậy. Nó mới không hỏng được. Có muối xong và lại sau này à? Sau này mới... Đúng rồi, cho muối vào xong này. Sau lại. Sau này mới để được. Mới thớ ở chung đây. Anh ăn hai gói thì cho vào đây, em ăn một gói đi. Cây này anh bóc cái gói đấy nó có ớt mà. À thầm nữa không? Cái đấy cho vào một túi đấy là được rồi anh. Một túi à? Ừ, không cần cho nhiều đâu. Đây cái đấy để lại. Cho nhiều vào sợ nó mặn đấy. Rồi. Nóng không? Tùy anh thôi. Anh ăn nhiều thì anh đủ nhiều. Má của em một gói đây này. Rồi. Ok rồi. Sẽ là nhiều quá. Sẽ ăn nhiều tôi là cá mắm. Búa đâu rồi? Búa là chú tủ mẹ. Đấy. Anh có bê được mâm không? Được. Không để em bê đâu. Bê được thôi đi. Được. Đi lên ngồi nhà đi, cho mát ở đây nóng á. Cẩn thận nha. Không có ra thì. Đừng cười. Cười là đủ đấy. Đấy, trung tâm này luôn này. Xong chưa anh? Xong rồi. Đấy, ngồi đây. Ai ra? Tỏa à? Đi đâu về đây? Ăn cơm đi. Ăn mì đi. Ăn mì tôm thôi, không có cơm đâu. Thế đi úp thêm đi. Đi úp đi. Anh ăn đi, em về ăn nhà. Ăn chưa? Ăn rồi gì? Anh với anh Vân hôm nay lần đầu tiên ăn cơm nhà anh Vân. Hôm nay anh Vân khao một bữa cơm rất là hoành tráng. Mì tôm ăn với cá mắm, đấy, với cả thịt. Ăn đi anh. Ăn đi nhỉ? Mời đi, mời các cô các bác ăn cơm. Mời các cô các bác ăn đi. Ăn đi. Thôi, em mời anh nha. Mời Tỏa ăn mì nhá. Ăn em. Ăn ok Tỏa. Ngon đấy anh ạ. Ngon. Anh Vân ý cười cái gì nhỉ? Anh Vân ăn được 2 gói, mình chỉ ăn được 1 gói.
ăn kiểu này ngon mà nhỉ. Đấy ăn thịt đi anh, cho thịt vào cùng ăn này. Mạnh lắm, chiều mới được nhổ cỏ đấy. Mai phen phen anh lên không thấy anh nhổ cỏ là không được đâu nhá. Nhổ hết sạch đi, con gọn vào xong xếp kè đá. Ăn cá mắm đi anh, cá khô này, ngon mà. Nhưng mà hơi mặn tí. Bằng muối. Mấy hôm nay toàn được ăn món độc lạ thôi. Cứ ăn đi, tao cười làm cái gì nhỉ? Anh Vân. Anh Vân ăn hết đi. Sao cái con bì đây? Em ăn hết rồi này. Nóng quá. Nóng á? Có quạt không bật. Đấy, đây này, cho anh xem này. Kiều Thúy Vân này. Đấy, thích em nào? Hôm trước em nữa. Hôm trước có phải xem cái này không? Phải mà. Đấy, cứ xem đi. Đây là chị đấy nhỉ? Đây là chị. Đây là chị, còn đây là em. À. Chị to nhau nhau nhỉ? Thế lần trước ai cho anh xem trước rồi? Xem là trước kia ở ngoài ngã ba này á? À, xem cùng nhau được xem à? Vâng. Đấy xem đi. Đây là em nhá, nhớ chưa? Còn đây là chị. Mà áo đen là em gái. Vấn đề xin cái thôi nhỉ? Mặt thì cho vào nhỉ? Phen phen mang thịt lên cho mà. Hai chị em ở với nhau mà. Anh Vân cưới làm vợ anh rồi. À, đi đến làm vợ rồi. Mớ nhỉ. Anh có thích không? Thích chứ. Thích à? Thích chứ. Đấy, xem mặt đi. Hôm nào bảo phen phen dẫn lên nhá. Nhưng mà em nhớ là phải anh phải bảo là phen phen phải lấy cái áo tán gái của phen phen, cái áo đen đấy. Mà phen phen ngay mặc lên đây này. Hôm trước em gạ bán 3 triệu không bán. 3 triệu có bán. Cái áo đấy là lần trước phen phen mới tán được gái đấy, bây giờ mới lấy được vợ đấy. Thế à? Hôm nào phen phen lên anh nhớ về xin áo đấy nhá. Vâng. Xong nào hôm đấy hôm nào mặc lên. Vâng. Kiểu gì anh cũng có vợ. Vâng. Xem tập trung rồi nhá. Vâng. Cứ xem đi.
chụp con hải. Anh biết nghe không? Về chứ. Vậy em nói anh nghe chờ mình thôi mà. Tính nhìn thôi mà. Nó giống nhau mà. Đấy, đây là nhà của hai chị em đấy. À, dầu, dầu cái này cây nứa. Đúng rồi, rào bằng cây nứa, cây tre. Đấy, được, được không? Đấy. Được gì? Đấy. Thế hôm nào như anh khác bảo phen phen nhá. Phen phen mới quen, em không quen, em không giới thiệu được đâu. À. Em chỉ biết thôi, em không quen. À. Em chưa gặp bao giờ đâu mà. Thiên càng nữa. Vâng. À. Em chỉ, em đi lên trên đấy nhưng mà em lại đi bản khác. À. Em lại không vào trong bản này. Xuống nhà cho anh. Ờ. Tí xuống nhà cho. Ngồi đây chơi tí đã. Để cho. Cầu đạp đường này nhà hết rồi nhà. Được chưa? Được. Rồi, em cất nhá. Được. Thấy chưa? Thấy mặt chưa? Thấy rồi. Đấy, thấy nhà cửa chưa? Thấy rồi. Vẫn tiền đó chẳng. Thế bây giờ anh được xem tận mắt rồi, bây giờ anh thích chị hay là em? Lúc đấy là bảo thích em. Thích em. Thích em hơn à? Vâng. À. Em xinh hơn à? Giống nhau mà. Nhưng mà vẫn thích em hơn. Thích em. Rồi. Vâng. Anh Vân. Thế anh phải chịu khó nhá. Vâng. Chịu khó thì mới lấy được vợ. Vâng. Chịu khó làm. Vâng, chịu khó. Đấy, quần áo các kiểu phải treo lên. Cái nào bẩn thì cho vào chậu giặt luôn. Đâu anh thử mở tủ của anh xem là quần áo có gọn gàng không này, hay là lại vứt lung tung này. Bây giờ phải kiểm tra. À được, đấy, treo lên. Treo như thế đấy ạ. Cái nào sạch thì treo lên. Cái túi là không chưa sạch thì không treo ạ. Thôi ngồi nghỉ đây tí đi anh. Ăn cơm xong phải ngồi nghỉ một lúc. Xong tí em mới đi.